Ngày hôm nay, kiến thức đã thay đổi, xã hội đã thay đổi, môi trường đã thay đổi. Những gì mà các anh, các chị học trên nhà trường, học trong các khóa đào tạo đều rất tốt. Nhưng tôi nghĩ rằng đừng hài lòng với việc này, bởi vì kiến thức cũ đi rất nhanh. Và thực sự cũng phải nghĩ ra này, đối thủ cạnh tranh chúng ta đang học rất nhiều. Và vì vậy, để có thể đứng vững, có thể phát triển, có thể tỏa sáng, thì việc mà học tập liên tục đối với tất cả các cấp, đặc biệt là các bạn lãnh đạo cao cấp của các doanh nghiệp, là điều chắc chắn phải thực hiện. Giới đã thay đổi rất nhiều, mà khi thay đổi nhiều như thế, thậm chí nhiều cái chương trình học của chúng ta còn chưa kịp update kịp thời với nó. Vậy thì không có cách nào khác là chúng ta bắt buộc phải học, học mọi nơi, mọi lúc, học những cái gì mà nó thực sự có ích cho mục tiêu của mình, cho tương lai của mình. Giống như lúc nãy tôi cũng có từng chia sẻ rằng là ok, học thì rất tốt rồi, nhưng mà phải học cái gì và học như thế nào? Nếu như chúng ta học Tràng Giang Đại Hải có đem lại một cái mục tiêu gì hay không, thì chúng ta cần phải biết là mục tiêu chúng ta cần hướng tới là gì, xã hội đang cần gì. Nếu chúng ta cần upskill thì có nghĩa là phải lựa chọn những học liên quan đến ngành nghề mà chúng ta đang đeo đuổi, và chúng ta phải nâng cao trình độ của mình lên. Khi mà chúng ta thấy rằng là cái ngành nghề của chúng ta xã hội không cần nữa, thì có nghĩa là chúng ta phải reskill, có nghĩa là phải tìm những cái ngành nghề nào thực sự xã hội cần mà cái năng lực của chúng ta cũng có thể đáp ứng được để chúng ta tiến hành học tập. Chúng ta sẽ phải vừa làm vừa gọt giũa, bản thân những yêu cầu công việc nó cũng thay đổi hàng ngày. Và các bạn cũng phải có một cái cách thích nghi học tập để tiếp tục làm sao để mình giải quyết được cái vấn đề của công việc, chứ không phải chỉ là một cái bộ tiêu chuẩn cứng mà chúng tôi đưa ra nữa. Bất biến ứng vạn biến, chúng ta luôn nói với nhau rằng là chúng ta phải tiếp tục học tập, chúng ta phải trau dồi, đấy là cái nguyên tắc. Nhưng cái học tập trau dồi đấy nó phải đến từ cái ý thức của mỗi cá nhân. Nói vui với lại anh chị em đồng nghiệp là chúng tôi trẻ đã qua giá chưa tới, nhưng tôi đếm, đong đếm cái tuổi trẻ của mình bằng cái sự háo hức của mình với những cái mới. Chừng nào mà chúng ta còn thấy chúng ta có nhu cầu học, chúng ta cần biết thêm, thì có nghĩa là chúng ta vẫn còn trẻ. Hôm nay các diễn giả chia sẻ rất nhiều ý tưởng hay, và tôi học được những cái ý tưởng đó từ thực tiễn, từ lý thuyết và từ cả những người đồng nghiệp mà đến chia sẻ với mình ngày hôm nay. Bởi vì là người ta giống như triết lý của FSB nhà mình là học với thầy lớn, chơi với bạn lớn và hòa cùng thực tiễn lớn. Thực tế chủ đề như hôm nay rất đáng để quan tâm, vì vượt qua cơn khó khăn và phát triển tiếp, phát triển sự nghiệp là vô cùng cần thiết. Như ở lứa tuổi của bọn tôi là nếu không phát triển tiếp thì chỉ có đứng im thôi, hoặc đi xuống thôi, vì trên 40 rồi. Thực sự là chủ đề này rất là phù hợp, rất là tuyệt vời. Đến hội thảo thì tôi muốn rằng cái thứ nhất là cập nhật những cái mới mẻ mà các doanh nghiệp đang áp dụng là cái gì, và học hỏi được từ những cái doanh nghiệp, những cái kinh nghiệm mà họ đã và đang trải qua trong cái thời kỳ khủng hoảng này là gì.